Hi, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trường Lý nhé. Và hôm nay Trường Lý lại vào làng Tày ở thôn Nà Phe các bạn ạ, nơi cụ ông đang sống các bạn ạ. Đấy. Hôm trước mình có quay cụ Vi ấy, cụ ấy đi lấy măng ấy các bạn ạ. Thì qua tìm hiểu thì ở ngay bên cạnh nhà cụ thì cũng có một hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt các bạn ạ. Đấy. Đấy, bên này thì có một cái ngôi nhà nho nhỏ như này. Thì nghe nói là có một cụ bà là bị khuyết tật về chân, bị bệnh ấy, gọi là bị bệnh, bị cụt gần mất một chân các bạn ạ. Đấy thì mình qua nghe thì cũng thấy rất là cảm động. Và hôm nay Trường Lý sẽ cứ dâm sang bên nhà cụ bà xem cuộc sống như là sức khỏe của bà như thế nào cho quý vị và các bạn được biết nha các bạn nha. Đấy. Đấy, các bạn ạ, hôm nãy hai anh em tôi cũng có qua nhà ông Vi, nhưng mà ông Vi hình như là đi lên đồi lấy măng hay là đi lấy rau cỏ rồi các bạn ạ. Bây giờ hai anh em cũng tranh thủ sang thăm cụ bà ở bên này xem hoàn cảnh như thế nào. Đấy, con đường không có con đường chính nha các bạn nhé. Thì đi đường tắt như này thôi. Đấy, nghe nói cụ bà này là trước đây đã từng sống ở trong hang đá gần như là nhiều năm và không có gì ăn, toàn ăn hoa quả trong rừng. Bởi vì trước đây do y tế hạn hẹp ấy các bạn ạ, thì những người bệnh phong ấy thì rất là bị kỳ thị. Đấy, qua tìm hiểu thì được biết là bà bị bệnh phong các bạn ạ. Hiện tại cũng gần như là gần mất một chiếc chân rồi. Không biết là có được chữa trị gì không. Anh em tôi sẽ đến thực tế. Đây, nhà cụ đây. Đấy. Cái nhà này là trước đây là cũng được hỗ trợ để xây đấy các bạn ạ. Bây giờ cụ ở một mình. Đấy em nhá. Ừ. Đang hộ bà dọn nhà. Hả? Đây nhà bác em à? À. Bác hôm nay ở nhà chứ? Bác ơi. Ừ. Cái máy nâng thì mấy tí em nâng cái máy lên cho cao. Anh nghe nói bảo bác ấy bị về cái chân ấy là bị làm sao ấy nhỉ? Cái chân của bác trước thì bị bệnh tật. Phải bệnh phong không? Không, không phải bệnh phong hay gì. Đấy, vừa rồi chị cũng đưa đi khám cái kia. Em chào chị nhá. Chào. Chào bà. Thanh niên, quý. Đấy các bạn ở đây học sinh của mình nhá. Hôm nay sang giúp bác. Bác hay bà? Bác à, bác của em à? Chào bà nhá. Bà dạo này khỏe chứ? Vâng. Hôm nay vẫn đi trồng rau ở dưới ở ngoài này được ạ. Không, em làm mà em. Em làm à? Thế là đang làm đũa à em? Không, cái đũa kia là mình phải luộc đi à? Luộc để chống mốc ấy nhỉ? Cái này là lá gì đấy? Lá đỏ. Lá đỏ với lại rơm á? Rơm. À, thế là mai. À, lúc đỏ là nó đỏ như này à? Vâng, nhiều quá nhưng mình đặt xuống không nó bé quá. Thế là vừa rồi là em đưa bà vào đây lâu chưa? Xem là hôm mùng 1 có biết là hôm mùng 1 tháng này mà em không biết là bao nhiêu. Hôm nay 27 tháng 8 rồi. Em về em lên từ hôm 20 ạ. À 20 à? À thế được mấy hôm? Rau cỏ, em thế là em là bây giờ là lấy chồng xa à? Em ở Vị Xuyên. À đi từ đây ra nhà khoảng bao nhiêu cây? Về nhà đi đường Mỹ Xuyên là
là 30 cây nữa. À, thế nó vào khoảng 7-80 cây đấy nhỉ? 80-90 cây. Vâng. Thế mấy hôm nữa lại về dưới kia à? Vâng. Thế có đưa bà về nữa không? Không ạ, mấy hôm em về là tiếp cho các cháu đi học, không lại về. À, ở đây với bà, không bà một mình không. Rồi rồi. Nấu nướng không ăn được đâu anh ạ. À, thế là mấy đứa lại lên đúng không? Bà về bà cũng không nấu được, xong rồi chân giả em làm gì bà cũng không đi được, bây giờ không bỏ về bà nữa. Vâng. Thế thế trước bà là khắc một mình ở trong một kia mình á, lần đầu bố đưa lên là tít trên kia, rồi sau là trên đồi kia. À, trên đồi kia bây giờ cũng tách lấy rồi, thì trước họ bảo khu này là khu hủy. À, trước là nghi bị hủy à? Nghi bị hủy, đưa bà lên trên núi cao kia. À, hẳn đưa hẳn lên núi cao kia rồi. Ừ, trên cây to trên kia rồi, rồi. Sau lại cho bà ở khe kia, ở trong khe đấy, ở bao nhiêu năm ở trong đấy? Nếu mà tính từ lúc đi nữa là hơn 30 năm. Hơn 30 năm cơ? Vâng, lâu lắm rồi. Cứ ở trong đấy xong thi thoảng mình đưa cơm vào thôi. Vâng, em lúc đấy còn nhỏ thì các bác không cho vào gần thì ở với ông bà. À, tức là sợ lây ấy nhỉ? Vâng. Trước bảo bệnh phong lây nhưng mà nó vâng, không lây đâu mà, không sợ đâu mà. Vâng, xong rồi rằm với Tết thì em lấy thức ăn cho bà, bánh. Thế bây giờ anh có thể xem chân bà được không? Được, thoải mái mà không sao mà. Xem mà. Xem chân bà tí xem. Đấy, bạn ngồi trong kìa. Bạn đang làm gì đấy? À, bà. Đây, chỗ nằm của bà đấy. Bà đang có cái gì đấy? Thuốc à? Bà bôi thuốc à? À, đâu đâu cháu xem cái chân của mình nó như thế nào nhỉ? Chân đau lắm. Đau à? À, bây giờ vẫn thường xuyên mưng mủ à? Bà không biết nghe thì. Em ơi, em gái ơi, vào đây dịch cho anh ấy nhỉ. Mà nãy đi đâu mệt em ơi. Ủa, mất hẳn. Đau lắm hả? Đau lắm hả bà? Đau. Nhưng mà em nói chuyện này, cái ghế này đau. Vâng. Em nói cho quý vị được hiểu đấy, chân bà là chân bà là trước 2003 là bà bị hoại tử. Bị hoại tử à? Cắt xong là bây giờ bà chưa đi trước, không đi chân giả được thì bà cứ đi lấy cái ghế này này. Rồi lê ghế. Bà mới chảy nước thôi. À, cái này là mình lê nhiều nó lê nó nhiều xong chảy nước thôi. Nó đau nó mưng mủ thôi đúng không? Đưa lên khoa ngoại bệnh viện tỉnh là này, bác trưởng khoa bảo cái này là phải đi nặng, bắt buộc phải đi nặng cơ. Đi nặng hả? Vâng, bà không đi được nặng. Thế bây giờ như này có đau lắm không bà? Đau, mày ghé đau. Không, bây giờ chỗ này đau lắm không? Đau trên nào, như là thế là trước là chân bị hoại tử luôn đấy. Bác giám trưởng khoa thì bảo bây giờ làm lại một cái chân giả đến đây này. Đến đấy. Vâng, làm lại cái mới. Chân giả là. Làm đến đây thì cho bà đi đỡ dò cái nước này. Rồi rồi, thế gia đình mình đủ tiền làm nặng chưa? Không ạ, nhà em á, có ba đứa con nữa thì chồng em thì cũng... cái nạng đấy nó vào khoảng bao nhiêu, cái chân giả đấy nó vào khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Cái bác sĩ bảo em không biết được, không cũng phải chục hơn chục thì biết được. À, bây giờ có cái bây giờ là có cái này là của hỗ trợ đây à? Bà ăn uống có phải kiêng khem gì không hả bà? Em có kiêng đấy. Kiêng à? Kiêng cái thứ gì thì không được ăn? Thì nếu tanh quá thì em không cho ăn. À, tanh. Các bạn ạ, đây cái này là cái hỗ trợ nhà nước hỗ trợ cho các bạn ạ. Nhưng mà nó ngắn quá đúng không? Nó ngắn quá nên là bây giờ đau. Đau. Bây giờ mình đi đến anh bác trưởng khoa đấy bảo là bây giờ cho em bắt em làm lại đây, bây giờ em điều kiện thì rồi. Khó khăn lắm. Chồng em cũng vừa đi. Nhưng mà cái này bây giờ nếu mà điều trị là nó vẫn khỏi liền bình thường gì? Vâng. Vừa rồi là bà Lê bị đau thôi đúng không? Là rửa thuốc là đỡ rồi. À. Thì cố gắng em ạ. Thế bây giờ là rửa thế cho khỏi đi. Hàng lên đến đây thì chắc là bà ấy đi. Thế bây giờ phải làm cho nó khỏi đấy, cái chỗ đấy xong là vâng. À. Bà bôi phụ chung. Cái này là cái vỏ cây lúc lắc. Biết là cây gì? Vỏ cây lúc lắc. Đây, đúng rồi, cái này rửa vết thương rất là tốt này. Vâng bà. Cái vỏ lúc lắc. Con đi xin nhanh ngày mà. Vâng. Con gái bà đi vào rừng lấy cái vỏ cây này. Rồi rồi. Thường xuyên thì cũng rửa nước chè trong thì. Thế là bà bị này là bao nhiêu năm rồi? Hơn ba lâu. Bà nói được tiếng Tây không? Có. Em nói tiếng Tây mà. Thế bị này hơn sang?
Bên này bên máy bên nhà này. Bên chỗ này. Làm việc ở đây làm ngô này. Lúc này là ao nhăng. Thế bố em đâu rồi? Bố em bỏ từ được 3 năm. Bây giờ bố còn không? Bây giờ đang ở đâu? Đang ở trên bản làng ngô đó. À lại đi sang tận bảo bản Lạn à? À bản Lạn hay là bảo Lạc? Bản Lạn. À thế ở trên này thôi đúng không? Mấy vợ mới ạ. À thế bây ngày mà bà gặp từ lúc mà rủi ro như thế này thì ông bỏ bà đi không bà cũng bệnh phong thì ông bảo bệnh phong thì ông sợ ông sợ thì ông đưa lên rừng rồi à xong là lúc cái này không phải bệnh phong đâu đúng không nãy hiền này tệ thế nay mới chưa bị phong nè cái này vẫn đang bên đường bên đường làm cái thẻ ăn này cái tay à mừng ngùng thẹt vẫn chép chép vô chép thịt nếu con tự bằng này à thế là bà theo lá tre mà thưới thì tôi coi bà ẩu năm tre mà thưới thì mít chép để lá lá tre ẩu được củ chung tức là bà nói là đôi nhiều hôm là đau nhức lên cả chân tay xong là cả chân nữa các bạn ạ. Thế nên là phải lấy thuốc. Nhưng mà thuốc thì toàn thuốc nam, thuốc nhặt tự nhặt ở trong rừng thôi. Đấy. Xong là bà này rửa vẫn nhớ thôi. Vâng. Được vẫn nhớ nhiều. Thế ăn nay ông mặc kín à? Ừ, lúc nào thì luôn nửa tay chồng. Ông mạo vô quá. Đây ăn à? Vâng. Cái này là lõi chuối. Đây. Đây bà mụ đi nhặt về ăn đây. Thế ăn này mới ao bê khái. Mang đi bán. Ăn thôi đúng không? Thì mang về ăn thôi. Thế bà có cho con một cái không? Ăn này kín lắm nữa. Thôi chơi đùa thì thôi mà xong rồi tốm này là hay kín kín điếp sao à sao rồi đấy các bạn ạ cái này là cái lõi chuối các bạn ạ với bi chuối thì thường là căn bản là thái ra không xào thái ra xào hả đấy bà bảo là toàn ăn cái này thôi không có tiền mua rau. À, thế đấy, không có tiền mua rau cỏ đâu, bây giờ phải toàn ăn đồ này thôi. Thế cái gạo này vừa rồi là em mua cho bà hay là ai cho? Ai cho đây em? Gạo này này. Ủy ban cho em ạ. À, ủy ban à? Ủy ban cho. Thế là bây giờ nhà mình có được hỗ trợ cái gì không? Có ạ, con bà có không ạ? Bà một tháng bây giờ được hỗ trợ khoảng bao tiền? 800 đấy. 800 à? Ừ, à. Em được biết là 800. 800 thì nói chung nhưng mà bà có đi chợ đi trước được đâu nhỉ? Không, bây giờ rồi. Rồi xong lại tiền thuốc, tiền thang nữa. Vâng. Đấy. Rồi, bà bảo là nếu mà có cái chân giả mà tốt ấy thì lắp vào để đi chợ bán rau cỏ thì vẫn được. Nó làm đấy, thì nó làm đấy, rồi. Khó lắm. Ừ. Đi đường này khó lắm. Vâng. Đi nhà. Bây giờ là không có đường đi chính đúng không? Nhà mình là không có đường. Ừ. À. Không có đường chính đi. À. Đây, này bà ở đây đầm này, các ăn này, ở đây, có chám này, con gái thì ở xa nha các bạn nhé, mặc phục này, mặc phục, mặc áo bay khai, mặc thông loại thông, rồi tức là bà vào là nhà có quả bưởi có biết linh tinh để bán linh tinh thôi nhưng mà bây giờ chân thì đau không đi được, mà không mang đi bán được các bạn ạ, bà là cũng lắm mặc chỗ cũng lắm đồ ăn, rồi. Nhưng mà lươn Mina bố. Mina mổ. Không. Mới lô đấy. À nhà bà không có ruộng các bạn ạ. Mình hỏi là bà bảo ruộng không có. Cái này là mimi hắc là na rồi. Mimi à? À.
không có ruộng các bạn ạ. Thế pet bác đó kín bầu, pet bác hỗ trợ hắn đó kín bầu đó này. Tức là mình vừa hỏi là 800 của nhà nước hỗ trợ ấy thì có đủ ăn không, thì bà bảo là cũng đủ so với ngày xưa là ăn hoa quả trên rừng. Nghe nói là cụ ngày xưa ở trong rừng là phải nhặt quả ăn thay bữa ấy, phải không bà? Con mưa con là phải pu là mí mí làm kín gì không? Bà á? Kín măn kín phước, tức là ăn ngô ăn ăn sắn ăn khoai các bạn ạ. Đấy, tức là trước bà nghi là bị hủi, thế nên là chồng đưa lên trên đồi cao để cho dân bản đỡ dị nghị ấy. Ngày xưa bệnh hủi thì các bạn biết rồi, thì người ta rất là kỳ thị, nhưng mà bây giờ thì theo mình được biết là bệnh hủi không hoàn toàn là bình thường và có thể chữa khỏi. Đấy, các bạn biết rồi đấy, bệnh phong ngày xưa kỳ thị lắm, nên là bà đã bị đẩy lên trên đồi núi cao đi mấy chỗ rồi, xong là mới về gần nhà đây thì cũng có làm cái lều ở trong hang đá để cho bà ở, và kể là rất là khổ, phải ăn sắn ăn khoai, có lúc phải ăn hoa quả trừ bữa nha các bạn nhé. Đấy, bây giờ cũng rất là may được cô hàng xóm ở bên này thì đã đưa nhà báo với lại một số thông tin ra, thì ở thì gia đình bà mới được hỗ trợ. Đấy, tức là mới được đưa ra đây và xây cho cái nhà, nhưng mà và bây giờ có cái sổ, bây giờ là sổ hỗ trợ là 800.000 các bạn ạ. Đấy, 800.000 một tháng, nói chung là 800.000 một tháng ở trong này thì cũng tạm đủ thôi, gọi là qua bữa thôi nhỉ. Bây giờ thế là bây giờ một mình bà khác ở đây. Vâng. Tới đây là thế, tới đây em về thì ai nấu cơm cho bà? Thi thoảng bà vẫn nấu chợ được chứ? Bà nấu ăn được ạ. À, vẫn tự túc nấu ăn được nhỉ? Bà nấu xay được. Nấu bếp bà là có lắm, vâng. Cái mùi bà nấu được. Thế tới đây có định ở hẳn đây không hay là có ở hẳn đây à, cho bà ở hẳn đây à? Ở đây mà quê bà ở đây, em lấy chồng thì phụ thuộc bên chồng không, vâng. Không lấy được. Thế bên chồng mình thì ông bà nội còn không? Còn mỗi bà nội ạ. Còn mỗi bà nội à? Vâng. À, thế vừa rồi là về là ở bên dưới kia có hòa đồng không? Nếu mà về chung ấy. Đợt trước em đưa bà về một năm rồi phải không? 7 năm rồi ạ. 7 năm. Cắt cái chân ạ. À, thì là ở cho bà ở dưới đấy 7 năm rồi. Nhà em vâng ạ. Rồi. Ừ. Cái bếp này thì hơi khói nhỉ? Khói, bây giờ em đang cho cậu nâng làm cái ống thoát lên. À. Xay cái này lên là móng thoát, bên này là em để bếp ga đây. Để cái bếp ga đây nó đỡ khói nhỉ? Đỡ khói, em xay đây. Thế ở đây nước nôi có tiện không? Không ạ anh ạ, bây giờ em đang muốn kéo nước ở trong này ra. Kéo nước ở trong khe này á? Trong khe này ạ. Mẹ em ở trong này. Chưa có vòi ạ? Có vòi chỗ này nó vào khoảng bao nhiêu mét nhỉ? Từ đây vào khe có sâu không? Đến đoạn nào thì có nước? À, rồi. Thế đấy là có nước rồi đúng không? Có nước nhiều lắm. À, nhưng nó quanh năm không? Quanh năm mà. Quanh năm gì? Trước bà mẹ còn em định. Ở đấy mà. Ở bên trên đồi xong lại xuống đấy. Thế bây giờ lấy nước ăn là ở đâu? Đang xin à? Đang xin bên nhà cô bà. Vâng, bà tín bà. Vâng, vâng. Hiện thì cũng đang xin nhờ bà tín bà. Em đang ra định là tí nữa em ngoài kia. Em có chỗ nào quen thì em lấy điện nhờ sang nhà bên kia. Rồi. Ông Vi à? Tức là kéo điện từ bên kia về đây. Không, từ bên nhà ông Vi về đây. Nóng không có quạt. Thế điện này là cũng của cô Va. Nhà tím Va. Cô Va cho lắp. Nhưng mà tiến một tới, ít điện tới đúng không? Mà tím làm lắp làm mấy chè nữa các kiểu. Thì nó nặng này. Nặng thì yếu thì rồi. Rồi. Kéo bên nhà ông Vi sang. Đúng không? Quạt kia không có đây nóng. Đây bên kia đây thì cũng gần thôi, nó vào khoảng 100 mét thôi nhỉ? 100 mét không hay là hơn nhỉ? Ừ, hơn 100 mét đấy. Hơn 100 mét đấy nhỉ? Ừ. 100 mét. Đấy nhà cụ Vi ở bên kia nhé các bạn nhé. Thì nhà cụ Vi thì có điện rồi, nhưng mà nhà bà thì chưa có điện các bạn ạ. Thế cái ao này là của mình hay là của nhà cô Ba? Ao kia. Ừ? Ao kia là của anh Cao. À.
của người khác đúng không? Là bếp ga này là cũng được hỗ trợ mọi người cho đấy. Cô Sân, chị gái cho ạ. Cô vừa Sân Sân Trọng cho à? À đây. Bình ga. Cảm ơn anh ạ. À, không có gì em. Nói chung là toàn đồ cho thôi. Vâng, cho chị gái là... cho cả xong này. Thế mình đun cả dầu cơ à? Tối thắp dầu à? Cái này phải dầu không? Không có điện đúng không? Chưa có điện thì em cứ đi mua tạm về anh ạ. Đấy, còn dùng đèn dầu đúng không ạ? Lâu lắm mình không nhìn thấy cái đèn này rồi. Lâu lắm mình không nhìn thấy đèn đấy. À đây là... Thế điện này thì có phải trả tiền cho cô không? Chuyện này mấy nay dùng ấy. Tiền điện chung nhau. À chung. Mấy hôm nay vẫn là tiền điện. Vẫn giả trả cho cô ấy. Cô lấy thì lấy, không lấy thì sáng sớm thì là tím 5 giờ cắt đến tối mới ấy thì à, em thế. Bảo đang chiều nay em muốn thiếu bên này sang. Nếu mà bóng này thì cũng chẳng ăn bao nhiêu đâu mà. Nhưng mà không tiện lắm là bữa trưa em muốn sạc điện thoại, muốn sạc đèn không? À ừ. Thế bây giờ là cắt à? Bây giờ điện không có điện đúng không? Vâng, tối nóng lắm tối. Không chịu được. Quạt thì sợ không quạt được cái đây. Rồi rồi. Đấy, bình thường là bà phải đi như này nhé. Bà đi, bà đi sang đây xem tí xem nào. Xem. Bà đi lại di chuyển cái khổ. Di chuyển là phải di chuyển như này. Cái nạng kia thì nó không tiện bởi vì nó cứng. Nó ngắn đi, bà đi bị phồng hết cả chân này các bạn ạ. Đây kéo chân nó qua luôn nhỉ. Đấy, bà bị phồng hết. Khổ thế nhỉ. Em cố gắng dùng cái gọi là cái kháng sinh gì đấy nhé. Vâng. Mua thường xuyên cho bà, nghĩa là cái khử trùng này. Có. Đó. Anh thấy có rất nhiều cái mà giúp có thể giúp bà được điều này mà. Vâng. Được chưa? Được. Chân của bà đây. Đi lại rất là khó khăn, cái nạng kia nó không phù hợp nên nó phồng hết nhỉ. Cái này phải mất một tuần nó mới liền đấy nhỉ bà nhỉ. Mấy dấu này. À, đau quá. Phải ghé lại cái dấu. Vâng, đi nhiều nó tì xuống đây bị đau đúng không? Vâng. Rồi. Đau. Đây là... tất cả những hoàn cảnh thực sự của bà nhé các bạn nhé. Một mình bây giờ là sẽ tự ở đây. Nhiều lúc con gái rảnh rỗi thì mới lên được thôi. Bởi vì bây giờ lấy chồng xa xong là còn con cái nữa các bạn ạ. Thế nên là bây giờ một mình bà ở trên này. Thì như các bạn biết đấy, ở trong làng thì con gái đi lấy chồng thì khó lắm. Bây giờ đưa bà về dưới kia ở thì rất là khó. Đấy. Bà... từ lúc cắt chân thì bà xuống ở với con gái được hơn 7 năm. Thì bây giờ đưa lên đây để bà ở trên này nhé các bạn nhé. Thôi bà cố gắng nhé. Thôi ở đây thì thi thoảng con cháu vào chơi. Đấy, có gì thì con cháu giúp được phần nào thì giúp thôi. Thực sự là cháu cũng rất là mong muốn được nhiều người biết đến để có thể có người người ta ủng hộ được, giúp đỡ được bà trong những cái phần nào đó. Vâng. Đấy. Chỉ biết quay toàn cảnh, hoàn cảnh, tất cả những cái hoàn cảnh sự thật nhất về cuộc sống của bà như vậy thôi. Đấy. À, bây giờ cũng hơi muộn rồi, có lẽ là mình cũng xin phép là kết thúc video ở đây và đi về. Hôm nay mình với anh Long với Lốc thì cũng nghe nói về bà nhiều rồi nên là quyết tâm vào đây xem sự thật như thế nào. Như vậy là Trường Lý cũng vừa vào thăm bà Nhọt, người bị cụt mất một cái chân. Thì bây giờ lại sang nhà cụ Vi. Thì lúc nãy anh em mình với anh Long là sang nhà cụ Vi. Cụ Vi không ở nhà, chắc là đi lấy rau nhỉ anh nhỉ. Bây giờ anh em mình sang bên đấy. Sang thăm ông. Đã đến bà Nhọt rồi mà không qua ông Vi thì rồi. Không phải nào đâu. Đúng rồi. Cụ ngài của chúng ta đấy. Đấy là hai hoàn cảnh đối diện nhau. Sự trùng hợp tuyệt vời quý vị ạ. Mỗi người có một người con.
người con, và bên kia là con trai, bên này con gái. Ừ. Sao mà hay thế? Đấy. Nhưng có anh em gì nhà cụ Vi không? À, không nhà, em không không, không, không không anh em cụ Vi đâu gì. Ừ. Thực sự là hoàn cảnh của cụ bà Nguyễn Thị Nhọt đang sống ở đây một mình như vậy là cũng rất là vất vả các bạn nhé. Nếu các bạn thấy đáng thương thì nhớ like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ cho Trường Lý nhé. Đấy, để biết đâu một ngày nào đó mình sẽ giúp được bà nhiều hơn. Đấy, từ những cái khoản tiền YouTube mình sẽ trích ra để ủng hộ cho cũng như là giúp đỡ cho bà được phần nào hay phần đó. Đấy. Và bây giờ mình cũng xin phép kết thúc video ở đây và sang nhà cụ Vi xem cụ đang làm gì nhé các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Đây các bạn, đây là con đường vào nhà cụ Vi các bạn ạ. Ô, lại đi đâu rồi? Cụ lại đi đâu rồi các bạn ạ? Đây các bạn ạ, ông đang chắc là vừa đi chợ về rồi. Phải chở đi. Hôm nay phải chở đi. À, ông mua được cái gì đây?